chào mừng anh chị và các bạn nhà đầu tư đến với chuỗi đầu tư giá trị từ a đến z việc học hỏi từ những cơ hội thành công là một điều hết sức quan trọng giúp cho chúng ta có thể đầu tư hiệu quả hơn tuy nhiên việc học từ những thất bại cũng có tầm quan trọng không kém thậm chí còn quan trọng hơn điều này giúp cho chúng ta tránh được những mất mát lớn trong đầu tư cổ phiếu một thị trường đầy rủi ro bởi vậy, cho nên ở trong phần 10 này, AZFIN Việt Nam muốn gửi đến canh chị 5 sai lầm kinh điển của nhà đầu tư giá trị. Và đặc biệt, ở phía cuối clip, chúng tôi sẽ đưa ra đến canh chị những giải pháp để tham khảo nhằm hạn chế các cái rủi ro sai lầm kinh điển trong đầu tư này. Đầu tiên, đó là sai lầm thích dự báo thị trường. Thì uh, chia sẻ với các anh chị ở ngay cả nhà đầu tư huyền thoại như George Soros còn phải nhận định cay đắng rằng việc dự báo là rất nguy hiểm. Bằng chứng là tháng 10 năm 1987, nhà đầu tư huyền thoại George Soros đã dự báo việc các loại cổ phiếu Mỹ liên tục tăng giá và vượt ra khỏi ước tính cơ bản về giá trị không có nghĩa là sau đó chúng phải tụt dốc nhanh chóng. Thị trường được định giá quá cao không có nghĩa là không bền vững. Nếu muốn biết cổ phiếu Mỹ có thể được định giá cao đến mức nào thì bạn hãy nhìn vào nước Nhật. Thì ở giai đoạn này thị trường chứng khoán Nhật đã đạt tới mức rất cao, thậm chí định giá PE lên đến 60, 70 lần, tức là cao gấp khoảng độ 5 đến 6 lần so với mức PE khoảng 13 lần của thị trường chứng khoán Việt Nam vào cuối năm 2023 này. Tuy nhiên sau đó một tuần thì thị trường chứng khoán đã sụp đổ, quỹ quan tâm của Soros bị thiệt hại hơn 350 triệu đô la khi thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ, Soros đã thừa nhận rằng thành công về tài chính của tôi đối lập hoàn toàn với khả năng tôi dự đoán tình hình, còn ở Việt Nam thì sao? Chia sẻ đến quý vị và các bạn, đặc biệt là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường có thể thấy thì cái tâm lý thích dự báo thị trường của chúng ta rất phổ biến. Tôi xin chia sẻ, tôi đi trà đá cũng gặp rất nhiều các anh chị gọi là tay ngang mới tham gia thị trường, dự báo thị trường, rồi định giá thị trường, rồi phán đoán thị trường. Nào thì ngày mai nhất định sẽ tăng, ngày kia nhất định sẽ giảm. Rồi thị trường này chỉ vào là ăn rồi là sẽ còn tăng dài hàng năm hay thậm chí là sẽ còn giảm về 500-600 điểm đó. Thì thực sự càng trao đổi sâu với những người nhiều kinh nghiệm thì họ lại càng sợ việc dự báo thị trường. Tuy nhiên đối với những người mới tham gia lại càng thích dự báo thị trường. Anh chị thử đối chiếu lại mình xem sao. Những cái giai đoạn các anh chị vừa mới tham gia thị trường, các anh chị có thích dự báo hay không? Đúng không ạ? Thông thường nhà đầu tư thì họ quên mất những gì mình làm sai và thường nhớ những gì mình đúng. Và cái việc dự báo thị trường ngày mai chẳng hạn thì nó là 50 50 lắm. Tức là nếu đúng thì chúng ta lại cho rằng chúng ta giỏi Còn nếu sai thì chúng ta có khi lại đổ lỗi Ui, nếu mà không vì cái kia thì đã không giảm vân vân Và chính cái việc thích dự báo thị trường này Đã khiến cho nhà đầu tư hành động rất là máu me Rất là quyết liệt Theo những cái dự báo của mình Tuy nhiên nếu mà nghịch dự báo thì sao? Thì nhà đầu tư sẽ bị thua lỗ rất lớn Chính vì thế cho nên với thị trường chứng khoán việc dự báo cũng quan trọng nhưng hãy dự báo một cách dài hạn và trên những cái cơ sở nhất định và đặc biệt dự báo thì cũng chỉ để tham khảo mà thôi. Cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải chuẩn bị các kịch bản sẵn sàng cho thị trường chứng khoán. Ví dụ như nếu thị trường chứng khoán mà suy giảm mạnh thì chúng ta làm gì? Thị trường chứng khoán mà tăng mạnh thì chúng ta sẽ hành động ra sao để từ đó có thể tối đa hóa được lợi ích cho chúng ta chứ không phải là chúng ta cứ thích dự báo và chúng ta betting toàn bộ tài sản hay toàn bộ khoản đầu tư của chúng ta vào những cái dự báo đó. Nếu chúng ta sai thì sao? Thì chúng ta sẽ vô cùng khó xử và thậm chí thiệt hại rất lớn. Ví dụ như trường hợp của huyền thoại do Soros như thế này. Bởi vậy cho nên chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên hạn chế việc dự báo thị trường đặc biệt là trong ngắn hạn mà hãy chuẩn bị cho mình những kịch bản để hành động cho đúng tiếp. Phần thứ hai, sai lầm thường gặp đó là đánh giá quá cao năng lực bản thân. Thì thông thường thì ai cũng vậy thôi. Trong một cái câu chuyện à, à vui, tỷ phú Warren Buffett đã từng kể như sau. Khi ông ấy đến à, trường Harvard thì ông ấy có chia sẻ à, đến với nhân viên và một thời gian sau thì ông hiệu trưởng của trường Harvard có đến gặp tỷ phú Warren Buffett và hỏi là tình hình là ông khuyên gì sinh viên của chú, bọn tôi thế? mà sao ra đứa nào nó cũng tự mở công ty hết mà không đứa nào nó đi làm cho những cái công ty những cái tập đoàn khác thế thì ông buffett mới bảo à tôi chỉ khuyên các bạn là hãy làm việc cho những người mà bạn ngưỡng mộ nhất điều đó cho thấy một cái câu chuyện rất hài hước nhưng cũng đầy ý nghĩa tức là chúng ta thường đánh giá rất cao bản thân mình hay là các anh chị cứ thử nghĩ lại mà xem lúc chúng ta còn học đại học chẳng hạn thì khá nhiều các anh chị mơ cao mơ xa đến việc là giải cứu thế giới, đến việc là giải cứu đất nước, đến những mơ ước lớn lao là tỷ phú đô la hay là triệu phú đô la hay vân vân. Nhưng mà sau khi ra trường một thời gian, chúng ta va chạm nhiều hơn, chúng ta hiểu biết nhiều hơn, dần dần những cái mong ước của chúng ta nó nhỏ dần từ giải cứu thế giới đất nước thành à, giải cứu gia đình giải cứu gia đình xong lại thành thôi giải cứu chính bản thân mình đi đã rồi mới làm chuyện khác thì qua câu chuyện đó có thể thấy rằng đa phần chúng ta đều đánh giá mình cao hơn so với thực tế đúng không ạ cao hơn so với thực tế nhưng mà chúng ta sẽ không nhận ra điều đó đâu mà chỉ có một thời gian dài sau chúng ta mới nhận ra điều đó hay đối với các nhà đầu tư khi mới tham gia vào thị trường chứng khoán chẳng hạn thì người ta có câu cờ bạc đãi tay mới khi thị trường chứng khoán sôi động bắt đầu tăng tốt thì nhà đầu tư rủ nhau tham gia chẳng hạn thì khi họ vừa mới tham gia thị trường chẳng may mua được một cổ phiếu đầu cơ đang tăng giá thế là họ lãi ngay 10%, 20% trong vòng có nửa tháng hay một tháng cuối cùng họ đưa cái đó vào phái sell và họ kéo ra và họ nghĩ rằng họ có thể đạt lợi nhuận hàng trăm phần trăm và cuối cùng họ có thể xây dựng được cái tài sản tỷ đô từ thị trường chứng khoán một cách dễ dàng và nhanh chóng hay là có những nhà đầu tư vừa mới bọc đọc xong một quyển sách hay họ cho rằng họ đã thấu hiểu sự vận hành của thị trường chứng khoán như trong lòng bàn tay và quyết định làm giàu từ chứng khoán tôi thấy nổi bật nhất ở đây là chúng tôi gặp rất nhiều các nhà đầu tư chưa tham gia thị trường chứng khoán hoặc mới tham gia thị trường chứng khoán, họ khoe rằng là chỗ này chỗ kia có cung cấp có tặng họ một file định giá tất cả các cổ phiếu, chỉ cần nhập số vào là ra định giá cổ phiếu. Xin thưa các anh chị không có chuyện đó đâu ạ. Và quyển sách đọc rõ ràng là rất quan trọng, nhưng cái việc ứng dụng còn quan trọng hơn nhiều. Và cái việc ứng dụng thì cần phải ứng dụng liên tục, ứng dụng nhiều thời gian qua nhiều giai đoạn qua nhiều chu kỳ thì từ đó chúng ta mới rút ra được những bài học và mới rút ra được những cái ý nghĩa thực sự của những triết lý đầu tư đó và nó được minh chứng qua thời gian thì lúc đó mới thành gọi là những công thức hiệu quả trong đầu tư. Hay là nhiều anh chị khi thị trường chứng khoán lên, tôi gặp rồi. Đó là bỏ công việc hiện tại để quyết chí làm tỷ phú chứng khoán. Và sau khi bỏ xong công việc thị trường chứng khoán sụp đổ và cũng phá sản theo. Đúng không ạ? Thậm chí là đối ngay cả đối với những người mà có chuyên môn, có nhiều năm làm việc trên thị trường chứng khoán cũng nhiều khi người ta gọi là sinh nghề tử nghiệp đấy. Ngay cả chính bản thân tôi trong đến nay thì kinh nghiệm tuy đã đến hơn 16 năm rồi, từ năm 2007 nhưng mà đến năm 2010 mấy thậm chí năm 2022 còn vướng phải những cái sai lầm cả về cái việc đánh giá năng lực bản thân quá cao cả. chứ không phải là chỉ nhà đầu tư f0 f1 bởi vậy cho nên cho nên nhà đầu tư hãy gọi là bình tâm lại và phải từ từ Hà Nội là muốn vội không được đâu đúng không ạ và sự thật tôi xin cung cấp đến anh chị như sau đó là tỷ suất lợi nhuận về lâu dài của các huyền thoại ở trên thế giới thì từ 15 đến 30% thôi. À, riêng ngài Warren Buffett, nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại thì tỷ suất trung bình 20% một năm nhưng kéo dài tới 70 năm, 80 năm trời. Và đa phần các tỷ phú họ giàu nhờ đầu tư là một cái giàu nhờ sự tăng trưởng tài sản bền vững chắc chắn qua nhiều năm chứ không phải là thành tỷ phú sau một đêm bằng cách ăn ít lần các cái cổ phiếu ở trên sàn. Bởi vậy cho nên nhà đầu tư hãy nhìn nhận lại xem là mình đã có đủ kinh nghiệm chưa, đủ trải nghiệm chưa và kỳ vọng với thị trường chứng khoán một cách vừa phải thôi. Đó chính là hãy đánh giá năng lực bản thân đúng với vị thế của mình hoặc đánh giá thấp hơn so với thực tế thì lại càng tốt nữa. Và sai lầm thứ ba đó là nhà đầu tư đầu tư theo tin đồn. Điều này thì đặc biệt rất nguy hại ở Việt Nam. Bởi vì ở Việt Nam tin chính thống ở trên mạng xã hội thì ít Nhưng mà tin vịt thì rất là nhiều Nào là tôi có ông anh làm ở trong tập đoàn Ông bảo là cổ phiếu sẽ tăng gấp rưỡi gấp đôi đấy Vân vân Đúng không ạ? Thì tỷ phú Warren Buffett đã từng chia sẻ về cái việc đầu tư theo tin đồn như sau Với 1 triệu đô la và đầy đủ những thông tin nội gián Cần thiết bạn có thể trở thành trở nên khánh kiện chỉ trong vòng 1 năm Vì sao lại vậy? Vì thứ nhất là nếu được chỉ điểm cổ phiếu thì thông thường chúng ta thấy một hiện tượng như này nhỉ? Anh chị được người ta chỉ điểm cho cổ phiếu ABC chẳng hạn. Mình không mua vào thì nó lại tăng giá mầm. Lần sau mình mua vào thì quái quái lạ nó lại bị lỗ thảm hại ra. Đó, rất nhiều hay gặp trường hợp đó. Rồi tiếp theo nguyên nhân thứ hai là liệu chúng ta nghe những cái tin nội gián tin đồn đó chúng ta có phải F1 không? Tức là như này, chúng ta có nghe được cái tin ý từ gốc không? Đúng không ạ? Từ gốc không? Nếu mà chúng ta không nghe được tin từ gốc thì chúng ta có khi là người thứ một nghìn, vài nghìn nghe thấy tin đó. Thì lúc đó đã không còn cơ hội cho chúng ta rồi. Mà cho dù quý nhà đầu tư có là F1 đi chăng nữa, tức là nghe từ cái ông F0 ấy, ông có thông tin ấy. Thì chưa chắc đã thắng và F0 nhiều trường hợp thậm chí còn thua lỗ nặng Chứ không phải F0 nào họ có tin nội gián họ cũng thắng đâu Không phải ông nào họ cầm tin họ cũng thắng đâu Nếu thế thì thành tỷ phú đô la hết ở trên thị trường này Và thứ tư, cổ phiếu Theo kiểu nội gián thì chủ yếu là các cổ phiếu đầu cơ Và có cơ bản rất tệ, rất kém Lãnh đạo chỉ chuyên chuyên nhằm đánh cổ phiếu vào úp nhà đầu tư mà thôi Chứ đấy không phải những doanh nghiệp tốt đẹp gì cả Ví dụ như ở Việt Nam những doanh nghiệp chuẩn, ví dụ như Hòa Phát FPT thì đến ngày công bố chúng ta mới biết lợi nhuận thôi, không có chuyện là tôi quen kế toán trưởng ở đấy mà tôi hỏi người ta báo trước tôi mấy hôm đâu, không có đâu. Những người doanh nghiệp chuẩn chỉ là không hề có. Xin thưa với các bạn là như vậy. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo, thứ năm. Thôi thì không phải tin nội gián đi mà tin đội lái đi. Thì thưa mấy anh chị ngay cả các đội lái thì cũng rất nhiều người phá sản. Vì sao ạ? Vì những cái sự biến cố bất ngờ mà họ không ngờ tới. Ở trên thị trường chứng khoán thì biến đổi và có hàng ngàn yếu tố tác động. Tôi lấy ví dụ cuối năm 2022 khi xảy ra chiến tranh Nga-Ukraine, -Nga, cả thế giới rơi vào lạm phát. Việt Nam thì chống tham nhũng rất quyết liệt, rồi nào bắt giữ rất nhiều các cái Uh, lãnh đạo các công ty làm sai ví dụ như chủ tịch tân hoàng minh chủ tịch flc chủ tịch của vạn thịnh phát vân vân và rất nhiều thế khi đó kể cả có tin nội gián gì đi chăng nữa mà chúng ta lại chót full margin chúng ta đầu tư vào thì sẽ rất nguy hiểm và rủi ro và trong suốt 16 năm qua thì tôi cũng chứng kiến rất nhiều các đội lái đã phải phá sản và ra đi chứ không phải cứ lái là thắng đâu anh chị ạ chỉ có một phần lái là thắng và họ rất giàu còn lại thì cũng già đi hết Và không phải lái lúc nào cũng thắng lợi Mà họ cũng có điều thua, điều thắng Và cuối cùng thứ sáu quan, nhiệm, quan trọng nhất khi đầu tư theo tin đồn Đó là bạn không làm chủ được chính vận mệnh của mình Mà phụ thuộc hoàn toàn vào người khác Hoàn toàn vào người khác Đúng không ạ? Thế từ đó chúng ta như kiểu một con dối mà thôi Và tất nhiên là sẽ không hiệu quả và sai lầm thứ tư đó là bị cảm xúc chi phối và hành động theo đám đông thì thị trường quá lạ như thế này thị trường càng tăng mạnh thì lại càng tạo sự phấn khích cho đám đông điên cuồng bất chấp định giá cao cũng như rủi ro dài hạn lớn tức là giá cổ phiếu mà càng tăng mạnh họ lại càng thích mua họ càng thích thú nhảy vào đủ đúng không rồi nhà đầu tư sẽ mua bằng mọi giá bất chấp đó là giấy lộn vào năm 2021 và 2022 các cái cổ phiếu giấy gần như ở trên sàn không có cổ phiếu nào dưới 10.000 trong khi trước đó các cổ phiếu giấy chỉ 1.000 2.000 3.000 rất nhiều thậm chí doanh nghiệp ấy chỉ còn cái vỏ không thậm chí doanh nghiệp ấy chuẩn bị phá sản thế mà người ta vẫn đẩy lên giá mười mấy ngàn đồng một cổ phiếu rồi là thị trường mà giảm càng sâu định giá cổ phiếu gọi là rẻ gọi là ê hề ra thì lại càng cho làm cho đám đông sợ hãi chán nản và cắt lỗ bất chấp cái sự hấp dẫn của cổ phiếu trong dài hạn đến như thế nào. Tôi minh chứng là có những cái giai đoạn mà à, ví dụ như tôi ví dụ thôi nhé, cổ phiếu QTP vào cuối năm 2022 cổ tức thì đâu đó trả trung bình khoảng nghìn 7 mà thực tế năm 2023 là họ uh, 2022 họ họp đại đồng cổ đông đầu năm 2023 họ chia những 2001 2002 cơ thì giá cổ phiếu về còn có hơn 10 hơn 10 một chút hay là nhiều ngân hàng đâu đó định giá PE về còn có 3 đến 3,5 lần mà thôi. Rồi rất nhiều cổ cổ phiếu có cổ tức lên đến, đến 14 15% trên giá. Nhưng mà lúc đó là lúc nhà đầu tư bán mạnh nhất, chán nản nhất. Đó, điều đó là một điều rất buồn cười. Và họ bán cổ phiếu bằng mọi giá bất chấp giá cổ phiếu hấp dẫn chỉ bằng 1/2 lúc trước họ áo ước mua. Tôi lấy ví dụ như này à, Có những cái cổ phiếu trước đây ra 60 Tăng từ 40 lên 60 chẳng hạn Nó ao ao họ nhảy vào mua 60 họ mua, cao hơn họ mua Nhưng mà chỉ cần 6 tháng sau mà giá cổ phiếu giảm còn 30 là Họ lôi ra họ bán cắt lộ Đó, Đây là một cái sự không hiểu là phi lý trí đến như thế nào Mà trong khi thì chúng ta khi đi mua hàng Chúng ta rất thích cái hàng siêu học Ví dụ mua cái áo, cái quần, cái mũ mà nói giảm giá thì chúng ta rất hào hứng nhưng ngược lại cổ phiếu mà có giá thấp thì chúng ta lại ghẻ lạnh với nó cho dù doanh nghiệp trong thời gian đó Chả có gì thay đổi cả đúng không ạ và khi đám đông hưng phấn nhất thì thị trường chứng khoán thường tạo đỉnh và khi đám đông chán nản nhất thì thị trường chứng khoán thường tạo đáy thì dựa vào số lượng tài khoản mở mới số lượng tài khoản active margin rồi định giá rồi vân vân chúng ta có thể đoán định được phần nào đó vùng đỉnh và vùng đáy còn điểm đỉnh và điểm đáy thì không bao giờ đoán được anh chị nhé tiếp theo cuối cùng đó là một cái lỗi uh, cũng rất lớn đó là không phân bổ tài sản một cách hợp lý thì uh, thường anh chị cứ chiêm nghiệm tài khoản của anh chị xem thường cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao tức là anh chị mua rất nhiều thì có hiệu suất rất thấp thậm chí lỗ rất lớn đúng không ạ còn uh, những cái cổ phiếu nào chỉ còn vài cổ phiếu lẻ thì lợi nhuận có khi hàng trăm phần trăm Bởi lẽ chúng ta không bán được Chúng ta bị kẹp Thì hóa ra lại lãi to nhất Còn những cổ phiếu chúng ta kỳ vọng nhất Thì thường lãi lại thập nhất Rồi là lúc cổ phiếu rẻ Thì chúng ta hết tiền để mua Không có tiền để mua nữa rồi Rồi lúc cổ phiếu tăng giá mạnh Thì ô chót cắt rồi Không có cổ phiếu để bán Rồi lúc cần tiền chi tiêu Để rút tiền ra khỏi tài khoản chứng khoán rất dở cái là thường những lúc cần tiền thì tài khoản chứng khoán lại giảm giá rất sâu. Giảm giá rất sâu. Đó và chúng ta phải cắt thua lỗ Và kết cục là đa phần chúng ta, cả tôi và các nhà đầu tư mới là đa phần cũng hay đu cao thì nhiều mà cắt lỗ thì nắm, từ đó dẫn đến hiệu quả thấp. Đó thì đặc biệt là những cái giai đoạn mới tham gia thị trường 1 2 3 4 5 đầu tiên. Đó rất là nguy hiểm. Vậy thì giải pháp nào giúp cho chúng ta có thể hạn chế những cái sai lầm này? Đó là một điều hết sức quan trọng. Đầu tiên, nhà đầu tư phải lựa chọn cho mình một phương pháp đầu tư phù hợp với tính cách của mình. Phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân cũng như phù hợp với mục tiêu của chúng ta tham gia chứng khoán nếu chúng ta tham gia chứng khoán là chơi thì chúng ta tham gia một chút xíu cho vui thôi còn nếu chúng ta tham gia chứng khoán với vai trò là một kênh phân bổ tài sản thì hãy coi nó như một tài sản đi đó là đầu tư một cách có định hướng bài bản chuẩn chỉ nắm giữ bền vững lâu dài để hưởng lợi từ cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nó phải rõ ràng như thế đó và anh chị là những người ít thời gian không có thời gian kiến thức vừa phải Vậy thì anh chị tốt nhất với trường phái gọi là tích lũy, tích sản những cổ phiếu tốt. Chứ không phải là chết đinh đánh đấm. Bởi vì anh chị làm sao có thể đủ năng lực để có thể đánh bại các chết đơ chuyên nghiệp 24 trên 24 người ta ngắm thị trường. Kinh nghiệm hàng chục năm trời. Đúng không ạ? Đó là phải lựa chọn phương pháp đầu tư phù hợp với tính cách, năng lực, điều kiện của bản thân hay là mục tiêu của gia đình và bản thân nữa. Ví dụ, chúng tôi có đầu tư theo tích lũy cổ phiếu chẳng hạn thì chúng tôi hướng đến xây dựng một dòng tiền thu nhập cao bền vững trong dài hạn. Vậy là cứ hàng tháng, nếu mà các cổ phiếu còn hấp dẫn, chúng ta chúng tôi bỏ tiền và tích lũy những cổ phiếu, ấy, những cổ phiếu tốt, có dòng tiền cao và dần dần cái dòng tiền của chúng tôi tăng dần theo hàng năm rất nhiều. Nếu cổ phiếu giảm sâu thì lại được mua với giá rẻ rất nhiều. Còn nếu cổ phiếu mà tăng giá quá cao thì chúng tôi có thể bán đi để bảo vệ cái thành quả của chúng tôi. Đó, còn nếu bình thường thì chúng tôi vẫn cứ mua tích hàng tháng hàng tháng một hướng đến việc là xây dựng một cái danh mục lớn tạo ra một cái dòng tiền cao hay là yếu tố thứ hai để tránh được các cái sai lầm đó là hãy chuyển thời gian nhìn bảng giá sang trau dồi kiến thức để nâng cao kiến thức của bản thân mình về việc đầu tư cổ phiếu à, hiện nay thì tôi cũng có phỏng vấn nhiều nhà đầu tư thì họ chia sẻ rằng là khi họ ngồi họ nhớ lại họ chia sẻ rằng đúng là thời gian họ nhìn bảng điện tử là nhiều nhất trong việc đầu tư cổ phiếu. Vậy thì thay vì nhìn bảng điện tử họ hãy đọc về doanh nghiệp, họ hãy nghiên cứu về cổ phiếu, họ hãy nghiên cứu về phương pháp đầu tư để làm sâu sắc hơn nâng cao kiến thức của mình, để hiểu rõ hơn về doanh nghiệp. Thì ví dụ khi họ nghiên cứu 5 năm 7 năm liền một cái danh mục thì họ sẽ hiểu rất rõ các cái cổ phiếu đó và biết lúc nào đắt, lúc nào rẻ một cách tương đối và từ đó dĩ nhiên họ sẽ hiệu quả hơn người khác. Còn việc nhìn bảng nhiều thì chúng ta sẽ bị áp lực rất nhiều nếu thị trường xuống. Còn chúng ta bị hưng phấn một cách quá đà nếu mà thị trường lên. Nói tóm lại là chúng ta bị thị trường dắt mũi nếu chúng ta nhìn bảng nhiều quá. Và vấn đề giải pháp thứ ba đó là hãy xây dựng cho mình một chiến lược quản lý gia sản toàn diện và đầu tư tài chính chỉ là một phần trong số đó thôi. Ví dụ tài sản của anh chị cần phải phân ra Đó là các cái tài sản phòng vệ Tài sản an cứ Tài sản sinh lời, tài sản dòng tiền Vân vân Đấy chúng ta phải phân bổ rất rõ Và cổ phiếu đâu đó chỉ nên chiếm khoảng độ Đối với những người không hiểu rõ Chưa hiểu rõ và chưa tin chỉ dưới 10% thôi Còn đối với những người hiểu rõ hơn thì có thể phân bổ 20, 30 hoặc 40% nhưng mà không thể phân bổ 100% tài sản của chúng ta vào đó được bởi vì nó sẽ rất áp lực và rất rủi ro cho chúng ta và chúng ta lại mắc lại những cái sai lầm mà tôi vừa nêu ở trên. Thì trên đây chính là những cái năm cái sai lầm mà nhà đầu tư giá trị thường hay mắc phải và cả cái giải pháp để các anh chị có thể hạn chế những sai lầm đó. Và ở phần 11 tới thì năm cổ phiếu đầu tư giá trị càng dài hạn càng hấp dẫn. Asetfin sẽ giới thiệu đến quý anh chị trong cái chuỗi của chúng ta. Và một cái câu hỏi dành cho anh chị như sau. Trong các năm cái sai lầm đó thì anh chị đang mắc phải sai lầm nào? Và anh chị đã có hướng giải quyết chưa? Thì xin mời anh chị chia sẻ. Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở nội dung tiếp theo.